Thì cái đoạn kinh Kim Gia Cang thì trong sách của Hòa Thượng thì phân ra từng đoạn thôi. Cho nên chúng ta cũng dễ cái theo dõi. Hôm trước thì chúng ta sẽ học đến cái đoạn thứ 11. Thì cái đoạn thứ 11 thì có hai có câu hỏi đặt ra: Như Lai có thành Phật hay không và có thuyết pháp hay không. Thì quý vị thấy đó, giống như nó cũng liên quan tại cái đoạn này đó, nó nằm trong cái một đoạn, tại chia ra từng đoạn cho nên chúng ta không có thấy nó rời rạc, nhưng thật ra nó nằm trong một cái đoạn kinh. Như cái đoạn thứ 10 á, thì giáo pháp của Như Lai giống như chiếc bè, quý vị thấy à. Rồi tới đây đó thì lại là Như Lai có thuyết pháp hay không, có thành Phật hay không, quý vị thấy nha. Thì tất cả cái nội dung của kinh Kim Cang á, đều là phá cái chấp tâm của chúng ta, phá đi cái chấp tâm. Thì cái đoạn thứ 11 nè, Phật phá cái chấp Như Lai có thành Phật, thấy không? Rồi Như Lai có thuyết pháp thì nói là Phật phá, là mình đã biết rồi, là thì chỉ có bác bỏ thôi. Nếu mà nói chữ bác bỏ đó thì không có nghe cái ý kiến của người ta, hay là chữ bác bỏ nó không có đúng, bác bỏ thì phải đưa ra chủ trương của mình. Nhưng cái này không phải, là bởi vì cái này không phải là Đức Phật bác bỏ, đúng không? Nhưng mà như Đức Phật chỉ phá cái chấp tâm. Cũng như mình nói là, cũng như mình nói với người nào đó, người đó bác bỏ ý kiến của tôi. Cái này không phải, cái này phá cái chấp tâm của mình, chứ không phải bác bỏ cái ý kiến của mình. Đức Phật không có bác bỏ cái ý kiến của mình, mà Đức Phật phá cái chấp kiến của mình. Đã kể, thế kiểu như vậy. Cho nên, rồi thêm nữa, Đức Phật phá cái chấp kiến của mình, phá cái chấp tâm của mình. Mà Đức Phật chỉ phá cái chấp tâm, chứ không phải Đức Phật phá cái chấp tâm của mình rồi Đức Phật đưa ra cái chủ kiến của Phật. Hai cái nó khác nữa. Như thế à? Bởi vì sao vậy? Bởi vì Phật không có chủ kiến. Không có chủ kiến, phải không? Cho nên á, nếu mà phá cái chấp tâm, bác bỏ cái ý kiến của người ta thì ít nhất mình cũng phải có ý kiến. Thì Đức Phật mà đưa ra cái ý kiến á, vậy thì ý kiến của Phật lại là cao ý kiến của mình, thì có cao có thấp vẫn còn trụ, không? Cho nên thêm một cái nữa, bác ý kiến của mình mà đưa ra ý kiến của mình nó cũng còn cái chấp vậy, cũng còn nguyên vậy. Cho nên cái phần mà đoạn kinh thứ 10 đó thì Đức Phật nói là giáo pháp lời dạy Phật pháp cái gì đó là giống như chiếc bè đưa người qua sông ha. Thì mình có coi cái phương tiện của Phật, lời dạy của Phật giống như chiếc bè thôi, đừng có cho là chân lý, đừng có cho là gì đó ha. Thì mục đích của Phật là muốn nói ra như vậy để làm chi? Giống như Phật chỉ cho mình bệnh cần thuốc gì, Phật chỉ cấp thuốc đó cho mình uống thôi, hết bệnh là xong đó. Nếu mà nói là bây giờ cho mình bị cảm đi, Phật cho mình một liều thuốc cảm, cái mình nói là ô, liều thuốc cảm là chân lý, là thuốc số 1, thì mai mốt cái người kia Đức Phật cấp cho một cái bệnh khác á, thì Đức Phật cấp một loại thuốc khác. Thì nếu mà nó hai cái gì cũng số 1 không á, thì cái số 2 ư? Cho nên lời của Phật, thuốc của Phật chỉ là cái phương tiện thôi, chỉ là cái phương tiện để trị cái bệnh của mình thôi. Thì cũng vậy, cái chấp tâm của mình muôn ngàn cái sai biệt, cho nên Đức Phật chỉ đưa ra
Trước nhất Đức Phật chỉ đưa ra một con đường để tất cả mọi người tu tập. Ha. Thì bây giờ đến tu tập xong rồi, đến bờ giải thoát rồi, thì Đức Phật mới nói là tất cả những cái lời dạy của Phật đó giống như chiếc bè đưa người qua sông thôi. Đã, thì cái đoạn thứ 10 đó là nói như vậy. Thì qua cái đoạn thứ 12 nè, sợ đó cũng còn có cái Đức Phật nói như vậy, cho nên Đức Phật mới nói: Như Lai có thành Phật không? Có thiết pháp không? Phải không? Thì quý vị thấy à, chấp sợ chấp vào cái lời dạy của Phật, nó bây giờ cho là chiếc bè đưa người qua sông rồi. Bây giờ tôi qua bên bờ rồi, nhưng mà vẫn còn có chiếc bè, cũng còn có chiếc bè để mà đậu bến nữa. Cho nên cái câu thứ 11 này, Như Lai có thành Phật không? Có thiết pháp không? Nếu mà Như Lai nó không có thiết pháp thì chiếc bè này vô dụng, chiếc bè này không có hiện hữu, chiếc bè này là không có. Cũng như ý của Phật muốn nói là chiếc bè rồi, nhưng mà nó chúng sanh còn chấp vào chiếc bè còn đang đậu đó đó, bỏ lại bên bờ rồi, cũng còn có chiếc bè. Cho nên cái câu số 11 này đó, nên phá luôn cái chấp tâm đó. Vì vậy nó mới có là Như Lai có thành Phật hay không, có thiết pháp hay không. Đó là cái câu hỏi của Ngài Tu Bộ Bồ Đề. Quý vị thấy nó liên quan ha, cái đoạn thứ 10 với đoạn thứ 11 này nó liên quan với nhau. À, thì cái đầu số 11 này Đức Phật phá cái chấp tâm của chúng ta là cho là Đức Phật thành Phật và cho là Đức Phật là cái người đã thiết pháp, thì vẫn còn có cái cho là, vẫn còn có cái chấp tâm cho là Phật, pháp là pháp chưa được giải thoát, mình cũng còn có cái chấp tâm còn nguyên. Mới đầu thì Đức Phật triết ra tất cả lời của Như Lai dạy đó giống như chiếc bè thôi, giống như thuốc cho chữa bệnh thôi. Bây giờ đó mình giờ mình thuốc uống mình chữa bệnh rồi, nhưng mà mình chấp thuốc thành bệnh, cho nên cái câu thứ 11 này phá luôn cái thuốc luôn đó. Cho nên Đức Như Lai, cho nên cái chánh văn là Tu Bồ Đề, ý người thế nào, Như Lai có chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác hay không? À, Như Lai có thiết pháp chăng? À, Như Lai có thiết pháp không? Đó, Tu Bồ Đề đáp: Như con đã hiểu, Đức Phật nói thì chẳng có pháp nhất định. Ha, không có pháp để mà nhất định. Gọi là thiết pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng chẳng có pháp nhất định cho Như Lai thiết. Tại sao vậy? Vì pháp của Như Lai thiết đều chẳng thể chấp thật. Chẳng thể nói là pháp là phi pháp, nói là pháp phi pháp hay là phi phi pháp. Tại sao? Vì tất cả hiền thì tất cả đều như cái phương tiện mà trị cái bệnh cho chúng sanh thôi. Đã. Cho nên cái câu trả lời vấn đề chúng ta đặt ra câu hỏi thứ nhất, Như Lai có thiết pháp hay không? Hỏi tại sao hỏi Như Lai có thiết pháp hay không? Và Như Lai có thành Phật hay không? Tại sao mà Đức Tu Bồ Đề lại hỏi như vậy? Đã, chúng ta thấy. Rồi á, cái đoạn sau cùng này đó, ha, là pháp nè, phi pháp nè, phi phi pháp. Như vậy, hãy thấy hai cái, ba cái lớp nha. Pháp, phi pháp, phi phi pháp. Cũng giờ nói là Như Lai có thiết pháp là chấp vào cái lớp thứ nhất. Là Như Lai có thiết pháp. À, phi pháp là chẳng có cái pháp. Chẳng có cái pháp. À, gọi là phi phi pháp. À, thì chẳng có cái pháp có hay là cái pháp mà chẳng có đó. Điều cũng còn thành lập. Cho nên mới nói là cái pháp đó đó. Tại sao? Vì tất cả hiền thánh đều dựa theo cái pháp vô vi mà nói pháp sai biệt. Quý vị thấy. Trả lại vấn đề này, thứ nhất là Phật có chứng A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề không? Có cái câu hỏi thứ nhất. Đã. Thì nói cái câu hỏi này đó, thì chúng ta nếu mà giảng
Tại vì hồi nào giờ chúng ta học Phật á, mà không có học sâu về thêm á, thì chúng ta nói nào giờ chúng ta học Phật á, rồi chúng ta nghe quý thầy nói là phải làm, tôi đi học Phật Pháp, tôi đi làm cái gì đó, chấp vào cái Phật Pháp rồi. Thì bây giờ mình chúng ta học cái kinh này đó, phá đi những cái chấp tâm của chúng ta đó, thì làm cho chúng ta bị hụt hẫng, chúng ta sẽ khó hiểu ha. Bởi vì sao mà chúng ta hụt hẫng, chúng ta khó hiểu? Bởi vì nào giờ chúng ta chỉ học trên vấn đề ghi nhớ phân biệt, hay chúng ta học trên cái kiến văn giác tri, chúng ta chưa có bao giờ được nghe một thầy hay được nghe một bậc nào nói về cái tự tánh hết, nói về Như Lai tự tánh hết, nói về cái Phật tánh hết, nói về cái tánh duyên giác hết, nói về cái tánh kim cang hết đó. Cho nên chúng ta bị hụt hẫng đi, chúng ta tưởng là học kiến văn giác tri là cái học Phật Pháp. Rồi khi mình bây giờ mình rút cái cầu đó rồi á, thì làm cho mình khó có hiểu đó. Khó có hiểu cái Phật Pháp. Cho nên tại sao Đức Như Lai nói, Tu Bồ Đề hỏi cái Đức Như Lai nói là Như Lai có chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác không đó. Bây giờ nói cái câu đó trước, vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai không có chứng ha, là Như Lai không có chứng vô thượng chánh đẳng chánh chánh giác. Tại sao lại không có chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Quý vị thấy đó là một cái câu hỏi rất là quan trọng. Đức Phật tu chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, mà tại sao Đức Phật nói không có chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Theo như ngài Tu Bồ Đề hiểu là Như Lai không có chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tại sao vậy? Bởi vì nếu nói Như Lai chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, thì là cái chứng đó, cái pháp mà Như Lai chứng đó trở thành hai, không có phải là tự tánh của chúng sanh, không có phải là tự tánh của kim cang, phải không? Cũng không có phải là tự tánh của duyên giác. Bởi vì duyên giác, tự tánh duyên giác, tự tánh kim cang, tự tánh Như Lai đều có một thôi, có một thôi, là đều là vô sở trụ, đều là không có hai đó. Cho nên nếu mà nói mà Như Lai có chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, là Như Lai là năng chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, là quả sở chứng, thì còn bị mắc vào trong bốn tứ tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ, giả. Cho nên bây giờ mà nói Như Lai chứng là không đúng, không được. Tại Như Lai nếu mà nói Như Lai chứng là pháp sở hai, mà cũng là cái pháp sở trụ, cũng là cái pháp mà có năng, có sở, phải không? Nói cách khác là nếu mà nói Như Lai chứng thì Như Lai còn năng, còn sở, còn nằm trong ngã, nhân, chúng sanh, thọ, thọ giả mà. Vì vậy mình nói Như Lai không chứng cũng không được. Bởi vì sao vậy? Nếu không chứng thì sao Như Lai biết được nó là vô thượng chánh đẳng chánh chánh giác? Cũng như bây giờ mình chỉ nghe cái tên vô thượng chánh đẳng chánh giác thôi, nhưng mà cái mặt mũi của vô thượng chánh đẳng chánh giác như thế nào mình cũng không biết, phải không? Bây giờ nói Như Lai nói là không biết mặt mũi cũng không được, tại vì Như Lai biết mặt mũi của vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi thì Như Lai mới nói là Như Lai chứng được vô thượng chánh đẳng chánh chánh giác chứ, mới là thành Phật chứ, phải không? Nhưng mà bây giờ tại sao câu hỏi đặt ra, nếu mà Như Lai mà chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác đó thì cái pháp đó sở hai, bây giờ nói không chứng cũng là pháp sở hai, cũng là hai, Như Lai là không chứng được nó, phải không? Thì cũng là Như Lai, cũng là quả, là hai cái, cũng còn hai, mà Như Lai nói chứng được nó cũng là hai. Vậy thì mình hiểu làm sao trở thành Như Lai, tức là nó tức là Như Lai. Đó là như vậy. Thì Như Lai muốn quét luôn cái chấp tâm của chúng sanh, cho là Như Lai có chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác là như vậy đó, phải không? Dạ. Thì nếu mà vô thượng chánh đẳng chánh giác mà không đã chứng rồi ha, là không có nói chứng rồi, thì pháp của Như Lai sở thiết
thì làm sao mà có? Thì cái chấp tâm này nếu mà còn á, thì Như Lai còn bị vướng, vướng mắc là Như Lai có thiết, thiết pháp. Mà Như Lai có thiết pháp như vậy là có năng thiết, thiết cho ai nghe? Phải cho chúng sanh nghe. Ai là người thiết? Như Lai là năng. Năng thiết thì còn pháp đó cũng còn có sở, sở hai nữa, chứ cũng không được. Nhưng mình hiểu trên đây nó có cái câu cuối cùng nè, quý vị thấy á. Cái câu cuối cùng á, vì tất cả hiền thánh đều dựa theo pháp hữu di, dựa theo pháp vô di mà nói cái pháp sai, sai biệt. Thì hôm nay chúng ta sẽ có cái ý này. Đó. Đó, thì cái câu mà Phật dạy vì trình độ, thì trong cái trong này á, dịch chữ trình độ á, làm cho bị nói chung cái bản dịch của Hòa Thượng khi thầy đọc qua nó làm cho bị bế tắc, hoặc cái đường giảng nó bị cô động lại theo một cái hướng đi khác, hướng đi của cái người dịch, cho nên nó khó. Vì trình độ của chúng sanh có sai khác nên có các quả thánh hiền sai khác, chứ không phải Phật pháp vô di có sai khác. Cái gì thấy à? Thì trở lại hôm nay chúng ta thấy học. Bây giờ tại sao mà chúng ta có học sai biệt khác đây? Cái Phật pháp á, Đức Phật đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, là chỉ có một thôi. Pháp một á, thì phải thuyết ra cái pháp sở một chứ, cái pháp một chứ. Mà tại sao có bị sai biệt? Tại sao có bị sai biệt đây? Là bởi vì Phật pháp là chỉ có một, mà giáo pháp là sai biệt. Giáo pháp lại phải dựa theo căn cơ trình độ của chúng sanh, cho nên mới có hiền thánh, cho nên mới có thinh văn duyên giác, cho nên mới có thập địa Bồ Tát, cho nên mới có là 52 cấp bậc Bồ Tát. Quý vị thấy nha, giáo pháp thì khác, nhưng mà Phật pháp là chỉ có một, không có khác. Chỉ cho nên từ đâu mà có sai khác đây? Nếu mà đã có thuyết pháp như vậy, đã là có cái pháp không có sở hai rồi, Như Lai đã chứng cái pháp đó rồi mà là pháp không sở hai rồi, tại sao có cái sai biệt như vậy? Là bởi vì cái Phật pháp mà Như Lai chứng đó nó chỉ có một, nhưng mà cái trình độ căn cơ của chúng sanh nó muôn ngàn sai biệt, cho nên cái giáo pháp của Như Lai cũng phải dựa theo muôn ngàn sai biệt. Vì vậy quý vị nói đi đâu mà người ta nói Phật pháp như thế nào? Phật pháp là pháp bất nhị. Phải trả lời một câu dứt khoát, Phật pháp là pháp bất nhị. Tôi hỏi nếu mà Phật pháp bất nhị, tại sao có muôn ngàn giáo pháp đó? Tại sao có muôn ngàn quyển kinh? Tại sao có sự chênh lệch như vậy? Là bởi vì giáo pháp có sai biệt, chứ không phải Phật pháp có sai biệt. Quý vị thấy nha. Cho nên khi Nhất Như Lai chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là chứng được cái Phật pháp không sai biệt. Đó. Vì vậy Như Lai chứng được cái pháp không sai biệt đó, cho nên Như Lai muốn tất cả chúng sanh đều phải chứng cái pháp không sai biệt đó. Nhưng mà sở dĩ có sai biệt hiền thánh như vậy là bởi vì căn cơ trình độ của chúng sanh, cho nên giáo pháp của Như Lai mới chia ra cái sai biệt đó, chứ không phải Phật pháp Như Lai chứng có sai biệt. Quý vị rõ ràng nha. Đó. Thì trở lại cái vấn đề cái này á, cái đoạn kinh văn này á, thì thường thường á, qua cái kinh này thì trình bày bản á, thì thầy cũng cái đoạn kinh văn chứ không phải là cái viết theo cái sơ đồ hoặc là pháp tu hoặc cái gì, cho nên thầy khó mà trình bày. Nhưng bây giờ mình nêu ra, ok, giáo pháp của Như Lai ha. Như chiếc bè thì chúng ta hiểu cái câu này giờ chúng ta thấy á, bây giờ giáo pháp Như Lai như chiếc bè đưa người qua sông, thì quý vị thấy rõ ràng là cái phương tiện, ai cũng biết được cái giáo pháp Như Lai là như chiếc bè hết trơn, là đã là cái chiếc bè đưa người qua sông rồi, không có được chấp vào đó là cho là cái chân lý. Cũng như mình nói tôi học cái giáo lý, tôi học cái
lời dạy của Phật là chân lý. Thì tới cái đoạn này đâu có đặt đến cái chân lý được. Thấy không? Cho nên rồi thêm một cái câu hỏi. Như Lai đã có chứng không? Vô thượng ha. Vô thượng chánh đẳng chánh giác không? Ok. À, thì để à, rồi thêm nữa, Như Lai ha. Thuyết pháp không? Quý vị thấy hai câu hỏi mà Đức Tu Bồ Đề đều trả lời rằng Như Lai không có chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, Như Lai không có thuyết pháp. Phải không? Quý vị thấy tại sao nói muôn ngàn kinh điển mà Như Lai nói là không có thuyết pháp được ấy? Nó vô lý. Cho nên tất cả cái câu đầu á, cái phẩm mà cái đoạn số 10 á, giáo pháp của Như Lai giống như chiếc bè đưa người qua sông. Quý vị thấy rõ ràng ha. Từ cái câu cái đoạn 11 á, là như có hai câu hỏi được đặt ra đó, là Như Lai có thuyết pháp Như Lai có chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác hay không, hay là Như Lai có chứng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề hay không. Rồi á, nếu rồi câu hỏi thứ ba thứ hai này đó, Như Lai có thuyết pháp không đó. Thì tất cả những cái tâm chấp của chúng ta đều bị vướng mắc bởi cái gì đó à, thì bệnh, tất cả cái bệnh đó thì Như Lai đều phải chữa bệnh cho chúng ta hết. Bệnh chấp gì cũng có hết trơn à, bệnh chấp phàm thì Như Lai quét phàm, bệnh chấp thánh thì Như Lai đã quét thánh. Cho nên hai cái câu này là hai cái câu chấp thánh, chấp thánh mà thành bệnh cũng như bây giờ. Rồi thêm nữa, nếu mà nói Như Lai có đó thì mình đã, xin lỗi, có pháp sở hai rồi. Quý vị thấy thứ nhất cái hai vế này, quý vị thấy đó, một là Như Lai có chứng không ha, thì Như Lai đã chứng không. Nếu mà nói không á thì không được, mà nói chứng thì cũng không được. Cho nên á, Như Lai nói, nếu mà chứng cái pháp này đó thì cái pháp này là cái pháp hiển nhiên của mọi chúng sanh, ai tu cũng đạt cái pháp hiển nhiên. Nếu mà nói Như Lai có chứng đó, thì cái pháp đó là sở hữu của Như Lai, không có ai giành vô được. Cái như cái quả vị của Phật đó, là tôi chứng Phật quả rồi, là cái sở hữu của Phật, thì cái sở hữu của Phật đó thì tất cả chúng sanh sau này không có được quyền chứng được nữa. Quý vị thấy không? Vì vậy đó thì cái pháp sở hữu đó, đó cái pháp đó đó là ai cũng có hết á. Vậy thì không ai cũng có hết trơn thì đâu phải là Như Lai nói là cái của tôi được. Quý vị thấy à? Cho nên đặc biệt ở đây là cái pháp bản lai, cái pháp thường trụ đó, tất cả chúng sanh mọi loài ai cũng có cái pháp đó, cái quả vị đó. Cho nên Đức Phật thành Phật thì tất cả chúng sanh sau này cũng có thể thành Phật. Cái đó là cái pháp của chung, cái pháp bản lai, cái pháp bản trụ, cái pháp vô sở trụ. Cho nên đặc biệt ở đây quý vị thấy rõ ràng. Vì vậy á, chỉ có đạo Phật nó mới có cái này thôi. Vì vậy đạo Phật nó mới có cái này, là cho nên mới nói là không có cái giáo chủ. Đức Phật không có đặt ra cái giáo chủ. Quý vị thấy à? Còn tất cả giáo pháp, tất cả đạo khác nó có giáo chủ. Mà đã là giáo chủ rồi thì không có ai làm giáo chủ được nữa. Nếu mà cho nên nó cái quả vị của người khác nó chứng, cái giáo chủ của người ta chứng là cái giáo chủ đó tu cái cảnh giới đó, rồi chứng cái cảnh giới đó, rồi chứng cái pháp sở hữu của cái giáo chủ đó, là cái giáo chủ, cái quả vị của giáo chủ đó làm cái sở hữu riêng. Thì cũng còn có cái ngã là cái của ta. Cho nên Như Lai mới chứng được cái này, là cái đó là ai cũng có hết. Ai cũng có hết cái ba bản thể đó. Cho nên Như Lai không còn có ngã để mà chứng cái đó. Tất nhiên là phải đặc biệt không? Cái đó là một cái đặc biệt của Phật, phải không? Rồi kim cái quả vị này, nếu mình nói Như Lai chỉ có chứng được mà tất cả mọi người không chứng, thì Như Lai trở thành có cái ngã
cái pháp đó đó, cái quả vị đó là sở hữu của Như Lai không, không ai giành giật được hết chứ. Thì Như Lai còn cái ngã quá nặng đi, thấy không? Quý vị thấy nó có này là một cái đặc biệt nữa. Đã. Thì vậy đó, thì mình cho Du Quan giới quả hay là mình cho Đức Phật là có cái ngã rồi, cho nên không có đạt được cái pháp bản trụ là như vậy. Còn thêm nữa là Đức Như Lai có thiết pháp không? Quý vị thấy để ý cái này nha. Cái quả vị Như Lai đã không có sở hữu rồi, cái pháp Như Lai làm sao có cái thiết sở hữu được? Cho nên cái thiết của Như Lai đây nè, cái pháp mà Như Lai thiết đây á, là cái pháp bất nhị, là cái pháp của hiển nhiên, không có đặt ra. Cho nên á, hỏi là Phật pháp là gì? Là pháp bất nhị. Mà là pháp bất nhị thì cái pháp này nè, ai cũng có, ai cũng chứng được. Khi chứng được cái này thì cái này tự nhiên có, chứ không phải cái pháp này cái là cái sở hữu của Như Lai nữa. Quý vị thấy không? Đó, cho nên nó không phải là sở hữu của Như Lai. Thì Như Lai bây giờ mình đã chứng đi, rồi cái pháp của mình thiết ra là sở hữu của mình, mai mốt cái người khác chứng cái thiết ra cái pháp sở hữu, thì có hai cái pháp sở hữu rồi, nó không được. Cho nên chỉ có một cái pháp thôi. Vì là đó là cái pháp gì? Đó là cái pháp bất nhị. Đó, bất nhị. Ha, cái pháp bản lai, cái pháp bản thể, cái pháp thường trụ, hay nói cách khác là như vậy thôi. Bây giờ Đức Phật, muôn ngàn Đức Phật ở quá khứ chứng cũng thiết cái pháp bản trụ này, cái pháp bất nhị này. Đức Phật hiện tại chứng cũng thiết cái pháp bản trụ này. Đức Phật Vị Lai chứng cũng thiết cái pháp bản trụ này. Vì cái pháp bản trụ này không có hai. Đó. Nhưng giờ đặt cái câu hỏi thứ ba, tại sao có hiền thánh khai biệt? Quý vị thấy không? Có cái câu hỏi cuối cùng á, tại sao có hiền thánh sai biệt? Là bởi vì căn cơ của chúng sanh mỗi mỗi sai biệt, cho nên giáo pháp của Như Lai phải dựa trên sai biệt đó ra, cho nên mới lập ra là giáo pháp sai biệt, chứ không phải Phật pháp sai biệt. Thì cái sai biệt này được thiết lập trên thinh văn, thì Như Lai nói về pháp thinh văn. Duyên giác thì Như Lai nói về cái pháp duyên giác. Thập chính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, ha, rồi thập địa, ha, mỗi cái thập thập như vậy là 10 cấp, mà 10 cấp như vậy đó, nó sai biệt cái trình độ tu chứng khác nhau. Cho nên á, như giáo pháp của Như Lai nói ra có sai biệt, nhưng từ đâu có sai biệt? Bởi vì dựa trên cái pháp hữu vi mà có sai biệt. Vì cho nên muốn cho nó không có sai biệt, cho nên tất cả hiền thánh muốn không có sai biệt thì phải dựa trên pháp vô dù gì. Cho nên cái giáo pháp của Như Lai để dựa trên cái giáo pháp vô gì. Thì giáo pháp vô gì là gì? Là giáo pháp quả vị tu chứng đó, quả vị mà diệu giác đó. Thì khi nào mà tất cả những cái sai biệt này, thinh văn duyên giác, cho đến thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, cho đến thập địa, thì nó cũng còn có sai bé khác, nhưng khi đến cái quả diệu giác đó, thì tất cả sai biệt đều không còn nữa. Như vậy thấy. Cho nên vì vậy phải chứng trên cái quả vị không sai biệt đó, thì muôn ngàn sai biệt này muốn đi đến không sai biệt đó, thì tất cả chúng sanh phải chứng đến cái quả diệu giác. Thì đến cái cảnh giới diệu giác rồi thì tất cả những cái pháp hữu vi sai biệt đó tự nhiên nó không còn. Tự nhiên nó không còn thiết lập nữa. Tự nhiên nó không còn nữa. Là bởi vì cái pháp đó là giờ cái pháp bất nhị. Pháp bất nhị rồi. À, thì cho nên đó, là nó có cái giáo pháp sai biệt như vậy. Thì cái câu hỏi thứ đó đó, thì trả lời cho cái sự sai biệt đó. Như Lai không có chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như Lai không có thiết pháp. Nhưng mà từ đâu có sai biệt? Bởi vì có cái sai biệt này, cho nên dựa trên cái căn cơ trình độ, cho nên giáo pháp của Như Lai mới thiết lập ra 52 cấp. Đó là như vậy. Quý vị thấy. Thì cái đoạn kinh văn này, cái đoạn 11 này, có hai câu hỏi và có ba ý. Thứ nhất là Đức Phật có chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác hay không? Đức Phật có chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề không?
Thứ hai là Đức Phật có thuyết pháp hay không, phải không? Đó. Rồi thêm thái nữa, tại đâu mà có cái sai biệt này? Vì tất cả hiền thánh có cái sai biệt là bởi vì có cái hữu di. Mà muốn tất cả nên không có sai biệt thì Đức Phật phải cho thiết cái pháp vô di. Thì đến cái cảnh giới vô di rồi thì không còn sai biệt nữa. Đó là như vậy. Thì trở lại. Một, chứng được A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Nếu mình nói Đức Phật có sở chứng, Đức Phật gì đó, thì Đức Phật còn có cái năng chứng và pháp đó là còn có sở chứng, thì cũng còn có hai, là không đúng ý của Phật. Thứ hai, Đức Phật có thuyết pháp hay không? Nếu mà nói Đức Phật có thuyết pháp thì cái pháp đó là cái pháp ai cũng có. Tại sao Đức Phật có mà tôi không có? Thì cũng còn có cái năng, có cái sở. Bây giờ mình khi mình chứng hết tất cả lên cái cảnh giới vô di đó thì ai cũng có thể thuyết pháp được hết, ai cũng có nói pháp được hết, chứ không phải cái pháp đó là cái pháp dành cho chỉ có Phật Thích Ca mới làm được, thì tất cả Phật khác không có, không phải. Cho nên á, mình ở đây cũng khác hơn tất cả cái đạo khác là như vậy, là bình đẳng, phải không? Không có sai biệt. Thì cái ý đoạn kinh này á, là nói lên cái ý như vậy thôi. Thì còn cái phần kế tiếp thì chúng ta học qua thì nó hết cái bài này, trong cái kinh văn này đó. Thì cái phần bài này á, thì nó đã tới đây nó hết rồi. Thì qua cái phần mà 11 thì qua cái phần 12 thì nó cũng đã thấy chúng ta đề cập luôn trong một cái phần đó, đó là 12 là Phật Pháp không có sai khác, do trình độ của chúng sanh mà thấy có sai khác. Đó. Tu Bồ Đề bạch Phật, Phật đáp đã như thế. Tại sao có các quả thánh hiền cao thấp khác nhau? Phật giải, vì trình độ của chúng sanh có sai khác nên có các quả thánh sai khác, chứ không phải Phật Pháp có sai khác. Quý vị thấy rõ ràng cái đoạn này ha. Tại cái bản dịch của Hòa Thượng dịch cái chữ mà làm cho chúng ta đi theo cái hướng nhất định này, nó không có mở cái hướng khác được. Cái Hòa Thượng dịch cái dịch cái gì làm chúng ta đọc cái chúng ta đi theo một cái hướng nhất định, chúng ta không có mở rộng cái khác được. Nhưng mà mấy cái bản dịch cũng như Hòa Thượng Duy Lực, Hòa Thượng khác thì có, nhưng mà đọc ra cái mình mở rộng, như là học ra đọc ra cái mình biết cái hướng khác, nhiều hướng khác nhau. Cũng như bây giờ mình thấy cái đoạn là Tu Bồ Đề bạch Phật, Phật Pháp đã như thế, tại sao có các quả hiền thánh cao thấp khác nhau? Phật dạy, vì trình độ của chúng sanh. Hai cái chữ trình độ thì mình thấy nó khác rồi không? Mình dùng cái chữ căn cơ hay gì nó không thấy nó có cái ý cái dạy liền rộng ra rồi. Bây giờ giữ cái trình độ cái là thấy nó bế tắc rồi, nó làm cho cái người dạy, cái người nghe nó bị bế tắc đi, thấy không? Mặc dù cái trình độ là cũng dịch ra cái chữ căn cơ, nhưng mà khi mình dịch cái dùng cái nghĩa chữ căn cơ á, thì nó mình nghe mình học mình giảng nó rộng ra được. Còn giữ hai giảng cái chữ trình độ mình giảng kho, hoặc là mình hiểu cái chữ trình độ nó bị co cụm mà, quý vị thấy để ý ha. Đó, cho nên á, hoặc là cái chủng tánh á, nó bị co cụm mà. Cho nên các quả hiền thánh khai khác, chứ không phải có Phật Pháp có sai khác. Phật Pháp là Pháp vô di, mà Pháp vô di là cái Pháp bản trụ, cái Pháp không hai, cái Pháp bất nhị. Cho nên trong kinh Pháp Bảo Đàn đó, hỏi thì cái một cái ông quan nó hỏi Phật Pháp như thế nào đó, thì Lục Lộ mới trả lời là Phật Pháp là Pháp bất nhị. Cho nên là như vậy.
thì cũng còn có 10 phút nữa, 15 phút nữa, thì nếu chúng ta đi thêm qua một cái đoạn kinh văn nữa đó, thì cái bài học chúng ta lại ấm dở. Thì cũng qua cái đoạn này á, thì cái bài thứ tư, thì phần B, phần chánh tông tiếp theo á, thì Phật nói cái công đức trì kinh này nhiều hơn bố thí thất bảo. Quý vị thấy đợt rồi thì cũng có cái nói về người trì kinh cái công đức, phải không? Bây giờ qua cái đoạn 13 này cũng lặp lại vấn đề là Phật nói cái công đức người trì kinh đó này nhiều hơn cái công đức thất bảo đó. Thì Phật hỏi Tu Bồ Đề, nếu có người tụng nếu có người đựng đầy bãi báo trong đại thế giới đem đi bố thí thì phước đức nhiều không? Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, nhiều lắm. Phật dạy Tu Bồ Đề, nếu có người thọ trì đọc tụng kinh này hoặc vì người giảng nói trọn quyển hoặc nửa quyển cho đến tối thiểu là 4 câu kệ thì công đức của người này nhiều hơn người khác. Tại sao vậy? Vì tất cả Phật và Pháp đều từ kinh này mà sanh ra. Phật dạy tiếp, Tu Bồ Đề, gọi là Phật Pháp thực ra cũng không phải Phật Pháp, chỉ tạm gọi là Phật Pháp. Thế gì như thấy nó đọc hơi làm cho mình khó khó không? Nhưng mà khi chúng ta đó học viết từ từ cái nó quen. Quen là tại sao vậy? Chúng ta học và chúng ta thực hành, chúng ta tư duy thì cái chủng tánh đó, của chúng ta đó, cái căn cơ đó nó tự nhiên nó cao, tự nhiên nó sâu dày lên, thì chúng ta sẽ học kinh này thấy nó dễ hiểu hơn. Đó là như vậy. Còn cái nhiều người chúng tánh đó, thấp á, thì phải có cái lý á, để nó mới chi tìm, phải có cái lý nó mới chịu ha, có cái lý giải nó mới chịu. Còn nếu không có lý giải á, cũng như bây giờ học kinh này thì làm cho chúng ta đứt đoạn cái lý giải đó. Còn bây giờ mình học thì phải có lý giải, mà có lý giải thì có biện luận, có chứng minh, có giải thích, thì rộng chừng nào thì cái người học nó mới thích chứ. Còn nếu mà học bị bế tắc như vậy thì đâu có ai thích đâu. Tôi học tôi không hiểu gì trơn. Là như vậy. Thì á, ngày cũng một cái đoạn kinh này ha, đó, thì thầy đọc qua một cái bản dịch của Hòa Thượng Di Lặc, vậy cho nên thầy so sánh cho quý vị thấy ha. Nha. Tu Bồ Đề, ý ngươi thế nào? Như có người đem thất bảo đầy khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên. Quý vị thấy ha, hai cái nó khác ha. Như là cái này á, là nếu có người đựng đầy dãy thất bảo ha, trong một đại thế giới ha, kể trong một đại thế giới, thì trong này là khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên, thì mình nghe nó dễ hiểu. Tam Thiên Đại Thiên thế giới, đại thế giới, hai cái này khác nhau nha. Bây giờ mình dừng lại chân chỗ này. Khắp khỏi Tam Thiên Đại Thiên thế giới, Tam Thiên Đại Thiên thế giới là một Phật quốc ha. Bảy báo trong Đại Thiên thế giới, Đại Thiên thế giới chỉ có một thôi. Quý vị thấy hai cái nghĩa khác nhau hoàn toàn, mà khác nhau trên là rất là lớn. Cho nên nó thường bởi vì khi thầy đọc qua cái bản kinh này thì thầy giảng nó bị bóp trên lõi, nó bóp buộc thầy, nó có cụm lại, thầy muốn cho học viên rộng ra mà tao không có cách nào hơn, nó không có làm cho mình có một cái ý gì để mà rộng quá. Nhưng mà thầy đọc qua cái quyển kinh của Hòa Thượng Như Lực thì thấy nó thầy giảng rộng ra được. Quý vị thấy à, thì nè,
Tu Bồ Đề ý người thế nào? Lời văn không có trao chuốt cho lắm. Bạch Đức Thế Tôn thì không có. Đó, Tu Bồ Đề ý người thế nào? Đó. Như có người đem thất bảo đầy khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới. Khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới là một Phật quốc. Hai cái này khác. Một đại thiên thế giới là khác nữa. Là chỉ có một phần của cái này thôi. Thì hai cái bản kinh này nó dịch khác nhau thì dễ đó. Đại thiên thế giới dùng để bố thí, người ấy được phước đức nhiều chăng. Thì bây giờ nó 1.000 triệu thế giới nhỏ nè, hòa thượng dịch nè ha. Nếu có người đựng đầy thất bảo trong đại thiên thế giới, rồi hòa thượng chú giải, quý vị thấy trong sách nha, hòa thượng chú giải nè, 1.000 triệu thế giới nhỏ đó, là chỉ có một phần thôi đó. Đem bố thí thì phước đức nhiều không? Tu Bồ Đề thưa, bạch Đức Thế Tôn, nhiều lắm. Đó. Thì ở đây thì dịch ngắn gọn hơn. Đó. Trong cõi tam thiên, trong cõi tam thiên đại thiên thế giới. Để bố thí, người ấy được phước đức nhiều chăng? Tu Bồ Đề đáp, bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều. Tại sao phước đức người ấy tức phi phước đức tánh, nên Như Lai nói là phước đức nhiều. Phật bảo, nếu có người thọ trì, là thọ trì tất nhiên là tính thọ mà thực hành, hai các nó chú giải khác. Kinh này cho đến chỉ thực hành theo tứ cú kệ. Quý vị thấy hai cái nó khác ha. Tứ cú kệ giảng cho người khác nghe thì phước đức nhiều hơn người kia. Tại sao vậy? Tu Bồ Đề, tất cả chư Phật và pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của Như Lai đều từ kinh này ra. Tu Bồ Đề gọi là Phật pháp, tức phi Phật pháp. Quý vị nghe cái đoạn kinh này làm cho mình nghe cái mình cũng hiểu liền, còn cái đoạn bên đây làm cho mình hơi khó hiểu, hai cái nó khác nhau đó. Thì á, bây giờ á, phước đức có nhiều chăng? Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Tại sao phước đức ấy tức phi phước đức tánh? Như Lai nói phước đức rất phước đức nhiều. Thì chữ phi phước đức tánh á, chữ mà phi phước đức tánh á, là nói về cái công đức á, mà đem đi thất bảo ha, đi bố thí đi hết trơn, đã cái tam thiên đại thiên thế giới mà đi bố thí hết ha. So với cái người mà trì kinh này á, tính thọ đó, tính tinh rồi thọ là thọ nhận, rồi thực hành kinh này thôi ha, chưa nói chứng nha. Chỉ tính thọ mà thực hành kinh này thì cái người này cái phước đức nhiều dữ lắm, nhiều hơn cái người đem tam thiên đại thiên thế giới mà đi bố thí á. Tại vì cái bố thí đó nó là cái phước báo của bên ngoài, nó là phi tự tánh, nó không phải là tự tánh, mà cái phước đức của người trì kinh này nè mới là cái phước đức của tự tánh. Ví dụ thế à, hai cái nó so sánh hết. Vậy cái kinh này nói về cái tự tánh, thì vậy mình đem cái phước đức mà đi bố thí nè, bây giờ của cải của mình đâu có nhiều đâu mà mình bố thí thì mình cũng còn thấy là hãnh diện rồi. Mà bây giờ mình đem cái tam thiên đại thiên thế giới của báo của mình đó, mình đem cái tam thiên đại thiên thế giới mà đi bố thí đó ha, thì phước đức có nhiều chăng? Thì Tu Bồ Đề nói rất là nhiều đó. Thì Phật cũng nói rằng cưng mà không có bằng cái người thọ trì thực hành cái kinh này. Đã. Mà thực hành cái kinh này không đâu mà còn chỉ cần thực hành tứ cú kệ, là theo tứ cú kệ. Tứ cú kệ là cái gì? Mà bây giờ trong cái đoạn kinh văn bên đây á, thực hành á, nếu người đời đọc tụng kinh này, hoặc người giảng nói trọn quyển hoặc nửa quyển, quý vị hai cái nó khác nhau hết. Một quyển hoặc nửa quyển, nó không có nằm vô trong cái căn bản của cái kinh. Tại sao vậy? Một quyển
hoặc nửa quyển, thì người ta nói tưởng đâu cái kinh này mình đi giảng một quyển hoặc nửa quyển thôi. Còn nói về tứ cứu kệ là lại khác. Tứ cứu kệ là sao? Cái nghĩa tứ cứu, cái nghĩa chấp tứ cứu có không? Cũng có cũng không. Chẳng có chẳng không. Thì thầy hôm trước thầy cũng có đề cập, tất cả những kiến chấp của chúng sanh đều nằm trong cái nguồn gốc của tứ cứu kệ. Quý vị thấy, còn một quyển hoặc nửa quyển á, thì đi giảng quyển này hoặc trì quyển này, thì nó chỉ có nằm một phần, nó không có rơi vào tứ cứu kệ. Thì tứ cứu kệ là chi? Để cho tất cả cái tâm chấp của chúng sanh không còn một mãi mai dính mắc. Thì một người nào mà không còn một mãi mai dính mắc như vậy đó, thì người ấy tức là Phật quả. Quý vị thấy, cho nên tứ cứu kệ này mình khi mình giảng ra nó rộng ra vô cùng, mà người nào mà chỉ cần giảng nửa câu, một bài kệ hay là tứ cứu kệ, thì người đó đã làm cái công việc của Phật, làm cho chúng sanh thành Phật, thì cái công đức nó nhiều không? Phải không? Cho nên một bài kệ tứ cứu kệ giảng cho người khác nghe thì cái phước đức lại nhiều hơn người kia. Ví dụ giờ giữa cái này là cái so sánh. Quý vị thấy, thầy đưa ra hai cái khía cạnh quý vị so sánh. Thứ nhất là cứ cạnh người cầu phước, người tu cầu phước, tức nghĩa là đem cả tam thiên đại thiên thế giới đi bố thí hết, đem cái thất bảo của tam thiên đại thiên đi thế giới đi bố thí, người đó công đức có nhiều chăng thì công đức rất là nhiều, phước đức rất là nhiều, nhưng cũng không bằng. Cũng không bằng là sao? Không bằng là không bằng ai? Không bằng một người. Ha. Một người chỉ tính thọ mà thực hành cái kinh này. Cũng như bây giờ mình không có làm gì hết trơn á, mình ngồi không mà. Người ta nói trời ơi, không có đem đi bố thí, không có lòng từ bi. Nó kệ, người ta không hiểu. Mình ngồi chỉ thực hành kinh này. Phải không? Thì chỉ cần mình thực hành kinh này thôi, thì cái người đó công đức có nhiều dữ lắm, nhiều hơn cái người bố thí đó. Ngồi không mà mình thực hành kinh này, công đức của mình nó nhiều hơn cái người bố thí đó luôn. Đó. Rồi miễn như mình đã nhiều như vậy rồi, nhưng mà cho đến mình chỉ cần thực hành tứ cứu kệ là thực hành kinh này đó, rồi á, mình đem cái tứ cứu kệ này, mình đi giảng cho người khác nghe, là giảng kinh Kim Cang này cho người khác nghe, ha. Thì cái phước đức lại nhiều hơn cái người kia nữa. À, tại sao vậy? Tu Bồ Đề, tất cả chư Phật, quý vị thấy nha, Đức Phật so sánh chư Phật chứ không phải so sánh Bồ Tát. Tất cả chư Phật và Pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật đều dựa vào kinh này. Tu Bồ Đề gọi Phật Pháp, tức là phi Phật Pháp. Thì quý vị thấy cái đoạn kinh văn này nói về Phật Pháp đi, rồi xong rồi sợ người ta chấp, cũng sợ chấp vào Phật Pháp nữa. Được rồi, thì Pháp như chiếc bè đưa người qua sông, phải không? Bây giờ lại nói Đức câu 11 thì nói Phật có thuyết Pháp không? Thì lại câu này lại đưa ra là thực hành kinh này mà nói là Phật Pháp, nhưng mà gọi là tức là phi Phật Pháp, là không phải là Phật Pháp, chẳng phải là Phật Pháp đâu. À, hay nói cách khác, cái Phật Pháp bất nhị đó, nó cũng không có cái tên gọi, mà nó không có tên gọi thì sao gọi là Phật? Phật Pháp. Quý vị thấy hiểu không? Nó không có tên gọi, mà nó bây giờ gọi, nó có tên gọi như vậy thì người làm cho chúng sanh người ta chấp vào cái Phật Pháp đó, cho nên cái câu này sợ chấp nữa, quét nữa. Cho nên đi tới đâu quét tới đó. Cái kinh Kim Cang này làm cho mình nó không có bị vướng mắc, không có bị mắng miếu. Bây giờ đưa ra nói người trì kinh Kim Cang này nó cái phước đức vô lượng vô biên á, mà chỉ cần thực hành một tứ cứu kệ là quý vị thấy á, người mà thực hành tứ cứu kệ đó, người đó đã chứng Phật quả. Thấy không? Bây giờ tất cả những cái kiến chấp của chúng sanh đó, phàm cho đến thánh luôn, đều bị vướng mắc, đều bị vướng mắc. Chỉ có Diệu Giác Bồ Tát hay là Diệu Giác tức là Phật quả, chỉ có Phật quả mới không bị vướng mắc. À, bây giờ tứ cứu kệ tôi thường hay á, nó quan trọng lắm. Có không, cũng có cũng không, chẳng có chẳng không. Thì tất cả chúng ta đều trong cái đời sống, nằm trong đời sống tu hành hay là không tu hành, hay là Phật Pháp không Phật Pháp, tất cả đời sống phàm phu đều phải đi ở trong
bốn cái thứ chấp này. Mà người nào mà lìa khỏi bốn cái cú chấp này thì đó người đó là chứng Phật quả. Như vậy, mà người đã thực hành tứ cú kệ tất nhiên là thực hành để chứng Phật quả mà. Mà người đã chứng Phật quả chẳng lẽ đi thua cái người bố thí cúng dường ư? Thấy không? Cho nên nó so đó, cái công đức nó nhiều vô lượng vô biên là như vậy. Còn thêm cái đoạn kinh văn trên đó là cái tự tánh đó, cái công đức nó nhiều hơn là cái người đi bố thí. Người đi bố thí tiếng là cầu phước, còn cái người mà tự tánh đó là mới cầu giải thoát, là tự tánh mình giải thoát. Cho nên đó, phước đức ấy tức phi phước đức tự tánh. À, nên Như Lai nói là cái phước đức nhiều, cái người mà cái trì kinh đó đó, mấy cái công đức nó mới nhiều hơn. Thì quý vị trong cái đoạn kinh văn này á, chúng ta thấy á, là so sánh giữa hai cái người tu giải thoát là cái người chỉ lo tu cầu phước báo. Ha? Người tu cầu phước báo, mặc dầu cái phước đó chắc đầy cả cõi tam thiên đại thiên thế giới á, thì bố thí phước đức nhiều lắm, nhưng mà một ngày nào đó cũng hết, hưởng cũng hết. Đời này, đời sau nữa cũng phải có một ngày hết. Còn cái công đức của tự tánh đó, khi mà đã chứng ngộ rồi đó, chứng đắc rồi đó, thì cái công đức đó đó, nó không có giới hạn. Đó, thì mới thật sự là cái công đức của tự tánh. Mà người mình phát tâm đó để mình tu cái công đức của tự tánh đó, người đó mới là, rồi mình tu cái tự tánh đó, rồi mình đem cái tự tánh đó mình giảng dạy cho người khác, rồi người khác giảng dạy cho người khác, người khác giảng dạy cho người khác. Giống như kinh Pháp Hoa mà ví dụ đó, quý vị tha. Mình đem kinh cái Pháp Hoa giảng dạy cho người thứ nhất giảng cho đến người thứ 50 đó, rồi giảng cho người trong nhà, giảng cho người ngoài, giảng cho nó tất cả, thì mỗi đều thực hành kinh Pháp Hoa, thì cái đó là cái công đức đó mới vô lượng vô biên. Đó là như vậy. Thì còn mình đi làm tu phước thôi thì hưởng một ngày nào nó cũng hết. Thì giữa so sánh giữa cái công đức tự tánh và cái công đức phước báo đi bố thí, hai cái nó khác nhau. Thì mình cảm thấy, quý vị thấy đó, chúng ta ngồi đây, chúng ta học, chúng ta tu mỗi ngày, nhưng mà cái so với cái công đức người đi làm từ thiện xã hội, cúng dường phước báo cái gì đó, nó còn nhiều dữ lắm mà chúng ta không có thấy. Đó là như vậy. Thì chúng ta khép cái bài giảng ở đây. Thầy tính cái tuần này thầy soạn ra đó, nhưng mà thầy không có cách nào hết, thầy bận công việc quá, thầy sorry quý học viên. Nhưng mà tuần tới thầy rảnh rồi, thì tại vì tuần này thầy chuẩn bị cho lễ đó, cho nên tuần tới thầy rảnh rồi. Thì mong rằng tuần tới thầy sẽ soạn ra cái bài, xong rồi thầy sẽ phát trong lớp, thì nó sẽ hiểu nhiều hơn. À, như vậy. Ngay cả cái bài mà hòa thượng giảng gọi là giảng á, thì hòa thượng cũng lược giảng á, hòa thượng cũng có giảng rộng, của hòa thượng cũng kỹ cô động có một phần là thôi à, thấy không quý vị thấy à? Rồi hòa thượng cũng, thầy cũng có đọc, nhưng mà thầy không có. Hòa thượng nhiều khi đem những cái câu thơ hoặc câu gì của cái thi sĩ khác để vô, thì nó này là làm cho mình đi ngoài nhiều hơn, cho nên thầy muốn cô động lại cái này. Thì không, mong rằng kỳ sau thầy sẽ có thời gian, thầy sẽ soạn ra từng đề tài một, thầy sẽ trước khi giảng, thầy sẽ tới khi vô bài trước khi vô giờ học thầy sẽ phát ra, rồi chúng ta sẽ dựa trên cái bài mà thầy soạn đó, để chúng ta học cho nó thu tập nó tốt hơn. Chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và
chúng mà sanh đều trọn thành Phật đạo.